hình dung lại xem năm 2011 các bạn đang làm cái gì đi. Chắc là các bạn đang làm một cái gì đấy nó rất là thú vị. Tôi cũng như các bạn, tôi rất vui bởi vì là chúng ta là những cái con người mà luôn làm những cái việc hay ho ấy. Đúng vậy, và 10 năm trước khi mà bạn được thổi kèn tay kèm cốc trà sữa thì lúc đó tôi đã bắt đầu làm YouTuber. Tất nhiên là những cái gì mà tôi nói ở đây không hề được thu âm trước hay là chỉnh sửa cái gì đâu. Nhưng mà để nói nhá, 10 năm rồi nhưng mà tôi vẫn không thay đổi gì nhiều đâu. Được chưa? Tôi chia sẻ cái trải nghiệm của tôi thôi nhá. Nhiều lúc mà cái tính cách của tôi nó dở dở ương ương nhưng mà người ta lại quay ra thích tôi cơ. Được chưa? Tôi có bướm ra lên mặt này, tôi có đường phết đẹp này, tất cả những cái gì mà tôi được mặc ở đây ấy là được tặng ấy chứ. Hôm nay tôi được tài trợ bởi Never Be Good. Trời ơi, cả nhà nhìn này, chất liệu rất là mát và co giãn. Thật ra thì đấy không phải là cái cách mà tôi vận hành, tôi nghĩ là chủ doanh nghiệp cũng biết thôi, tất cả mọi người ở đây đều biết rồi. Cho nên đây sẽ là một cái deal breaker hỗ trợ guide dành cho các bạn từ Tếu Phạm nhé. Hãy lấy cái quần. Mặt trước nó là cái sự thanh lịch và mặt sau là nó là cái sự giấu giếm bao nhiêu cái xiên bẩn mà hôm qua bạn ăn đấy. Cái thiết kế gấu quần lại có một cái chốt ở đây, cho nên là ông mà thích mặc theo kiểu thùng thình thì thùng thình, ông mà thích mặc bó thì kéo vào thôi. Đây, tôi cho các bạn xem luôn một cái video của tôi luôn. Cái video mà tôi đi lên đi xuống, trông cái quần nó hơi dây dây, trông nó có cái phong cách đủ boy một tí. Hỗ trợ dây cho những cái bạn nào mà có ý định kẹp cổ người yêu luôn. Và còn rất nhiều sản phẩm khác trong bộ sưu tập nó Varian. Hãy sử dụng chiếc code đuôi bầu. Lúc đầu nó chỉ là một trò đùa nhưng về sau nó vẫn là trò đùa nhưng giảm 5% nhé. Cảm ơn Never Be Good đã đồng hành cùng với một bad boy. Tôi sẽ trở lại với video. Để nói về cái cốt truyện Tếu Phạm và YouTube thì nó sẽ dài lan man, không khác gì là cô dâu 8 tuổi cả. Nhiều lúc mà mọi người chỉ muốn nó flop thôi nhưng mà nó vẫn ở trên đấy, không hiểu là vì sao cả. Nhưng nếu hỏi một số người xem của tôi thì tôi nghĩ rằng là họ có thể giải thích được cái tuổi dậy thì của tôi được bắn lên YouTube như thế nào. Và tôi nói cho các bạn biết luôn, đó là một cái shot bày nhầy và cồng kềnh nhất cả cái lịch sử của một người thanh niên. Trước cái này cơ. Hôm nay là mấy độ? Hôm nay là Hà Nội có 14 độ thôi. Nhìn chưa? Nói đi. Quên đi mà chưa? Nhìn rồi. Bây giờ mình phải đi ra lấy xe để đi ăn phở. Đi ăn phở rất là ngon. Nhưng mà trước đấy nữa cơ. Đây là vào khoảng năm 2013, tức là 8 năm trước rồi. Nhưng cái cốt truyện nó không dừng lại ở đấy. Nó còn một cái tiền truyện trước đấy mà tôi chưa bao giờ tôi cho các bạn xem. Và dẫn đến chúng ta cái ngày hôm nay mà tôi có thể tóc váy lên và cho các bạn xem rõ cái vân trên cái dù cua gần của tôi một chút đấy. Đó là cái lúc mà chuyện này nó xảy ra. Đây là vào cái thời điểm mà YouTube nó... Cái gì? Đây là vào thời điểm mà YouTube nó ở cái thời kỳ sơ khai. Trước cả Baby Shark Doo Doo Doo, trước cả mấy anh Ấn Độ xây nhà, trước cả cái lúc mà đã từ rất lâu rồi anh chưa định nghĩa hai tiếng yêu thương. Nó còn trước cả đấy nữa cơ. Cái gì? Tất cả mọi chuyện được bắt đầu bằng bức ảnh này. Bên trái tôi là một tấm bản đồ của một trò chơi mang tên là Vụ Trộm Lớn San Andreas. Còn bên phải tôi là tấm ảnh của Bigfoot. Thực hư thì không biết như thế nào nhưng mà về cái tấm ảnh này thì mọi người đồn thổi nhau rất là nhiều. Đây là một cái tấm ảnh mà chứng minh cho sự tồn tại của một cái loài vật này. Và khi chúng ta đưa hai bức ảnh này chèn lên nhau, đây là một sự trùng hợp ư? Tôi không nghĩ như vậy. Sau khi mà bức ảnh đấy được công khai trên mạng thì dường như tất cả người chơi cảm nhận được một cái sự thổi phồng mà không cần máy hút chân không bên dưới cái vỏ quý của mình ấy, và bắt đầu đi tìm chân lý cuộc đời. Lúc đầu cũng chỉ là một vài bức ảnh nó chứng minh cho cái sự hiện diện đấy thôi. Nhưng về sau nó bắt đầu chuyển hóa thành dạng video và từ đó đã sinh ra được cái series mà những người xem cũ của tôi đã biết. Đây là vào tầm khoảng 2013 đến 2014. Và cái thời điểm này mà thu hút được từng ngày lượng view từ một cái game mà chả ai chơi bao giờ ấy thì tôi nghĩ rằng nó là một cái thành tựu chơi đồ và gái gọi. Thật ra những cái dạng video này tôi lấy cảm hứng từ rất nhiều các người YouTuber khác. Và những người YouTuber đấy là ai ạ? Kính thưa quan viên hai họ luôn, là chúng tôi đã từng làm việc như một bang hội. Chúng tôi là gang, chúng tôi làm việc xấu, được chưa? Mang tên là VGPI. Chúng tôi đã đi chơi với rất nhiều gia đình ở ngoài kia. Trang Greta này, Soprano này. Chiều nay chúng tôi phải đi uống bia với cả Gambino nữa này. Nói chung,
VGPI nó giống như là một cái forum dành cho những cái người mà luôn luôn tìm những cái điều bí ẩn ở trong thế giới game, và không chỉ ở trong GTA San Andreas mà nó còn ở trong những cái game khác nữa ấy. Thật ra để nói về cái lịch sử của cái đấy nữa thì tôi cũng ngồi đây tôi kể lể cho đến hết ngày mất. Bây giờ tôi không thể ngồi xuống rồi tôi nói cho các bạn biết là cái thằng chủ forum đấy từng là một cái người thợ săn rất giỏi. Nó luôn tìm ra những cái điều bí ẩn ở trong GTA San Andreas mà những cái mới nhá, chưa ai có thể tìm ra được, nhưng cuối cùng bị bóc phốt ra là nó làm giả, nó dàn dựng hết tất cả mọi thứ, và cuối cùng nó flop và cái sự nghiệp YouTube của nó chấm dứt từ đây. Cho nên là tôi không thể nào tôi ngồi đây tôi kể hết cho các bạn từ đầu đến cuối được. Và khi mà thu thập được lượng người ở trong cái High School Musical như thế, toàn là những cái người mà có cái địa vị đấng tối cao của xã hội ấy, thì chúng tôi hay đấu đá với nhau bằng cách là mở ra những cái cuộc thi để edit video. Tôi nhớ đây là cái người trong ngành, để chưa, ông ấy ngày trước có mười mấy nghìn, xong bây giờ flop xuống còn 8,000 ấy, tôi cũng không hiểu tại sao. Chắc là không ra lâu, không ra video. Nhưng mà đây là cái video mà thông báo về cái cuộc thi. Nếu mà người nào thắng ấy thì người đấy sẽ được shout out. Bây giờ cái việc này nó không khác gì là ông bầu với cả chõe bím cả. Ý định tôi tham gia ấy là tôi phải đạt được giải nhất. Thấy chưa? Nhưng thế nào ạ? The winner là thằng Peter96, bố cái thằng 1996. Nhưng chưa, không được quên hai người gần lọt vào top 3, đó chính là Libum 1412 nhá. Có tên luôn mà. youtube.com/Libum1412. Cái gì nhở? Ui, Libum1412 này cái gì nhở? Ui, ai nhở? Ai làm video nhở? Eo ơi, cái video này đã bị xóa rồi, rất tiếc là không thể xem lại. Nhưng mà tại sao chúng ta phải xem trong khi mà chúng ta có thể làm, đúng không ạ? Đấy là cái việc mà nó rất là hay ho từ cái việc sáng tác. Nó sẽ luôn luôn đi theo đầu các bạn và nó sẽ không bao giờ bị mai một cả. Mấy ngày vừa rồi tôi có làm ở đây nhưng mà được. Để rõ cái nội dung hơn thì đây là một cuộc điều tra về con thủy quái xuất hiện ở trong GTA San Andreas. Sẽ cung cấp lỗ hổng của câu chuyện cho các bạn nhé. Cái cây cầu đấy lúc nào cũng xảy ra tai nạn, được chưa? Lúc thỉnh thoảng bạn đi qua là nó lại có tiếng nổ, thỉnh thoảng bạn đi qua lại có một cái người, có nghĩa là có một con pet nào đấy, có một con NPC nào đấy nó nhảy xuống sông và nó tự tử, được chưa? Chắc chắn đây là cái cây cầu nó bị ám ảnh hay là bị làm sao đấy. Người dân nhìn thấy những cái hình ảnh đó và họ hoảng quá và họ nhảy xuống sông để thoát thân nhưng mà không ngờ là không thoát được. Thank you.
Tôi mong rằng là cái câu chuyện của tôi sẽ làm tất cả những cái YouTuber xấu trai nào sẽ có một cái cơ hội để... Không biết, chắc là các bạn nổi lên một phần, chả biết. Nha. Thế nhá. Tạm biệt.